Tao phải chú tới phơ đi bắt đầu bóng từ Phnom Penh. Tạm bình đáo phơ chơi lịch 5 này thầy phơ chơi lịch 5 luôn. Trời ơi trạo. Nó vô mà chân đầu xin mà chăm anh ấy nhầm cài đi mà chân đầu xin mà pru lần từng sk từng lần từng tủ có lớn có gì mà lần rồi bên này. Ôi, mặt rau tí lắm. À, phơi đi ạ, nhưng mà mùi tí mà này. Anh là người rừng tay à, vậy là rùi nha. Có. À... Đó. La rubia. Tra chu, tra ba mi mi la. La rubia đây về lâu. Đây tra đây về đang hàm hàm. Ở đang chào chứ mà sru nè. Bên này lang rubia. Tờ. Ừ, đi lo đuôi à, đi lời xa đó hả? Đã mặt hơn mà. Trời ơi. Một lần mà ta rồi một lần. Ta nói tiếp. Già nó muối không? Con bạc lan phi ra đây. Chạy trước sân này. Sân này. Chúng ta chân ngay 7-4 cái lũ. Thật ra giờ chập đám chó cài về đào đào bông khả này. Mình càng nghiệp đào đào ấy. Tôi tơ nhắm cái lắng luôn. Lắng lơ hơi cái à, bộ liền. Đây mà lan ấy chua mà đó ngon. Trời mà họ quăng. Ừ, ba ba ba. Quá xí màu vậy. Nhà lan với tôi châu bụp. Đây dân stop tục hai sợi. Thật tôi dân cái thư phở lươn. Màu này phải làm tao sợi chắc màu ấy.